thỏa thuận đặc biệt ở trận giao hữu với U23 Jordan, U23 Việt Nam rèn bản lĩnh thép. U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ đá 11m ở trận giao hữu diễn ra vào tối mai, 10/4, nếu hai đội hòa trong 90 phút thi đấu chính thức. Ngày 9 tháng 4, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tổ chức cuộc họp đội U23 Việt Nam để phổ biến giáo án cho buổi tập sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày. Đây là buổi tập có mục đích chính là chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U23 Jordan tối mai ngày 10 tháng 4. Do vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dành khá nhiều thời lượng để phân tích về đấu pháp sẽ vận dụng trong trận đấu. Đồng thời khuyến khích các học trò chơi bóng một cách tự tin, thoải mái nhằm phát huy tốt nhất khả năng của mình. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khuyến khích học trò chơi tự tin trận đấu với U23 Jordan nằm trong kế hoạch chuẩn bị của U23 Việt Nam trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024. Vì vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thống nhất với ban huấn luyện đội tuyển không hạn chế số lượng cầu thủ thay thế. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến chuyên môn, mỗi đội sẽ sử dụng không quá 3 lần thay người trong quá trình diễn ra trận đấu. Bên cạnh đó, nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa, hai đội sẽ tổ chức thi đấu luân lưu để rèn luyện thêm tâm lý, bản lĩnh khi đứng trước chấm 11m cho các cầu thủ. Do ngày diễn ra trận đấu vẫn nằm trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, nên trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ lăn bóng vào 21 giờ theo giờ địa phương, 1 giờ sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam. U23 Việt Nam đã có 2 buổi tập tại Doha, Qatar, để tiếp tục rèn đấu pháp chuẩn bị cho các trận đấu bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024. Toàn đội U23 Việt Nam họp chiến thuật với kinh nghiệm cầm quân tại nhiều giải đấu của châu Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã sớm xây dựng kỹ lưỡng kế hoạch của đội, từ sinh hoạt nội bộ cho đến các hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, ông cũng tính toán thời gian tập luyện một cách phù hợp nhất với sự chênh lệch 4 tiếng về múi giờ nhằm giúp các cầu thủ có sự điều chỉnh, thích nghi tốt về nhịp sinh học. U23 Việt Nam còn một tuần chuẩn bị trước khi bước vào trận ra quân giải U23 châu Á 2024. Gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.